Trước đó vào trưa ngày 19 tháng 10, tại km 23 trên cao tốc nội bài Lào Cai hướng sân bay nội bài đi Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Phúc, xe tải loại thùng kín đang lưu thông thì một xe khách loại 16 chỗ vượt lên chèn ép xe tải vào làn khẩn cấp của cao tốc. Mặc dù tài xế xe tải cố gắng đánh lái sang trái để rời khỏi làn khẩn cấp, nhưng tài xế xe khách không nhường đường. Thậm chí tài xế xe khách còn phanh gấp và tiếp tục đánh lái sang phải để buộc tài xế xe tải dừng lại. Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhận được nhiều bình luận của cộng đồng mạng lên án vì hành vi thiếu ý thức khi tham gia giao thông trên cao tốc của tài xế xe khách